Ngày 18 tháng 5, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trần Thanh Lâm dẫn đầu đã đến thăm chúc mừng chức sắc tiêu biểu nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đã đến thăm chúc mừng Đại đức Thích Trí Huệ, Phó Thường trực Ban Từ thiện Xã hội tỉnh, trụ trì chùa Pháp Tạng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Qua thượng thích như niệm, công dân trọng khởi danh dự, phó thư ký ban thường trực hội đồng chứng minh, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Pháp Hoa, quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh, diện chủ chùa Vĩnh An, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Và đại đức thích Minh Phú, ủy viên hội đồng trị sự, phó trưởng ban thường trực ban từ thiện xã hội giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Tường Nguyên, phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Tại mỗi điểm đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lam chia sẻ, nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024, đoàn thể biểu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre cùng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh rất phấn khởi quan hỷ đến thăm và chúc sức khỏe sư thầy tại các chùa cùng các chức sắc chức việc tăng ni Phật tử. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bến Tre trong thời gian qua và các công việc hoạt động Phật giáo trên địa bàn tỉnh trong quá trình phát triển bến tre luôn nhận được sự quan tâm rất lớn đặc biệt là các quả thượng đại đức đã có nhiều tình cảm dành cho nhân dân tỉnh bến tre trong đó nổi bật là công tác an sinh xã hội hỗ trợ xây cầu đường nhà tình thương phó bí thư thường trực tỉnh quỹ bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với giáo hội phật giáo việt nam phật giáo bến tre và cá nhân các hòa thượng đại đức đã có nhiều đóng góp cho tỉnh nhà nhân dịp đại lễ phật đảng năm nay thay mặt lãnh đạo tỉnh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm chúc các hòa thượng đại đức mạnh khỏe, tiếp tục lãnh đạo Phật giáo thực hiện theo phương châm tốt đời đẹp đạo. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm trao lãng qua và quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024.